Minh Đường Tử Vi hoan hỷ cho đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 18 tháng 1 năm 2021 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021. Dự báo về những thay đổi trong tuần giúp cho các bạn chủ động hơn trong mọi công việc. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong những ngày cuối cùng của năm âm lịch sự nghiệp của bạn tuổi Tý Tí đang tiến triển không quá suôn sẻ, có thể sự bận rộn khiến cho bạn tuổi Tý trở nên nóng nảy, dễ dàng bực bội với đồng nghiệp. Vì vậy, cho dù phải chịu sự ảnh hưởng của kiếp tài và tỷ kiên chiếu mệnh, thì bản mệnh tuổi tí cũng cần phải chú ý cái cách diễn đạt của mình, không nên chuyện bé xé ra to. Nếu có cách xử lý mâu thuẫn đúng đắn, thì những ngày sau đó với bạn sẽ trôi đi một cách khá chi là thuận lợi. Và với bạn tuổi tí, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, không chỉ của đồng nghiệp mà còn lãnh đạo nữa bên cạnh đó trong tuần mới này đối với bạn tuổi Tý bạn cũng đang gặp được chính quan chiếu mệnh cho thấy bạn đang có được những dấu hiệu tích cực trong tương lai về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì cần phải quan tâm tới tình hình nhà cửa của mình nhiều hơn vào thời điểm cuối năm bận rộn thế này và với bạn tuổi Tý bạn và nửa kia nên giúp đỡ nhau trong mọi công việc không nên dồn tất cả mọi gánh nặng lên vai đối phương dễ khiến cho vợ hoặc là chồng nảy sinh những mâu thuẫn. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân thì có được nhân duyên khá chi là tốt đẹp. Các mối quan hệ của bạn tuổi Tý phát triển một cách rất hài hòa. Nếu như bạn mệnh chịu mở lòng mình hơn với mọi người thì rất có thể với bạn tuổi Tý sẽ tìm được một người thích hợp với mình vào thời điểm cuối năm như thế này. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là về vận trình tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này lại đang có điểm báo không được mấy tốt đẹp cho lắm. Và với bạn tuổi Sửu, bạn và nửa kia dễ dàng có những mâu thuẫn về những quan điểm trái chiều vì ai cũng cứng đầu cho nên không muốn nghe theo ý kiến của người ấy và cái điều này khiến cho sự tranh cãi xảy ra thường xuyên ở hai người. Cuối năm và đầu năm mới là thời điểm chúng ta ai cũng mong những điều bình an, tốt đẹp đến với mình và người nhà. Chính vì vậy, dù là vợ hay là chồng đôi lứa yêu nhau thì cũng cần phải học cách bao dung cho đối phương không nên căng thẳng tranh cãi chiến tranh lạnh vì những điều không đáng có quan về con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này lại đang phát triển rất chi là tốt đẹp với bà tuổi Sửu nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và nhờ có được sự hỗ trợ của chính tài và thiên tài chiếu mệnh rất có thể bản mệnh tuổi Sửu sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá với mình đủ để chi tiêu trong dịp Tết và những ngày đầu năm mới với bạn. Tuy nhiên, trong tuần mới này, đối với bà tuổi Sửu, bạn lại đang gặp sao thái tuế chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi Sửu là nên cẩn trọng trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành đi xa hay là về quê, về thăm cha mẹ. Trước khi rời nhà, bạn mệnh nên đi theo những hướng tốt, đặc biệt là vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn, đồng thời giảm bớt những ảnh hưởng xấu đến với mình. từ vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021 Xem từ vi tuần mới này đối với bạn tuổi dần chua chúng ta thấy là về vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi dần trong tuần này đang có điểm báo không được mấy suôn sẻ thuận lợi cho lắm và với bạn tuổi dần bạn có phần nóng nảy dễ đắc tội với người khác khiến cho bầu không khí làm việc của bạn trở nên không vui vẻ hòa thuận bạn cần phải bao dung hơn với mọi người. Thời điểm cuối năm, con đường tài lộc của bạn lại đang có được báo hiệu khá chi là phát. Bạn mệnh sẽ nhận được một khoản tiền kha khá hoặc là nhận được sự tôn trọng, kính phục của mọi người do có thiên ấn và chính ấn xuất hiện cùng một lúc hỗ trợ cho bạn. Song với bà tuổi dần, bạn vốn là con giáp kiên cường, không nên vội hài lòng với thực tế còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong tuần mới này lại đang có được dấu hiệu khởi sắc vào đầu tuần nhưng đến cuối tuần thì lại vướng phải nhiều rắc rối. Vào những ngày vui như thế này thì bạn mạnh tuổi dần nên chín bộ làm 10 không nên quá xia xét nét, xua đùa, nghiêm khắc khiến cho chính bản thân mình lại không được vui và cũng ảnh hưởng tới cảm xúc của người khác. Bên cạnh đó trong tuần cũng đang có được sao bách Việt chiếu mạnh chủ về đào hoa cho thấy đối với bạn tuổi dần vốn có những nét hấp dẫn thu hút rất riêng tư tuy nhiên không phải vì thế mà bạn mệnh trở nên dễ dãi chấp nhận tất cả mọi người đang có ý đồ tiếp cận với mình bạn tuổi dần cần phải tin tưởng nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão, từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là về vận trình tình duyên của bà tuổi Mão đang có điểm báo không được xun xịa khởi sắc cho lắm. bản mệnh tuổi Mão cảm thấy buồn bực vì không nhận được nhiều sự quan tâm chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy mà với bà tuổi Mão thường xuyên thể hiện sự không hài lòng, cáo gắt của mình. Nếu không hài lòng về vấn đề gì, bạn mệnh tuổi Mão nên nói thẳng thắn cho mọi người cùng biết không nên giấu ở trong lòng, rồi tự mình gặm nhắm những nỗi khối chịu như vậy. Và với bà tuổi Mão, nếu có thể thì hãy để cho gia đình biết được hết suy nghĩ của mình, rất có thể sẽ nhận được sự chia sẻ và cảm thấy thoải mái hơn rất chi là nhiều. Bên cạnh đó, trong cái vận trình tuần mới này đối với bà tuổi Mão cũng đang gặp sao thiên cậu chiếu mệnh, cũng chỉ ra rằng với bà tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng lao lực, vì làm việc quá vất vả. Vì vậy với bà tuổi mão dù có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa thì bạn mệnh cũng không nên ôm hết mọi việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu, cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình tuần mới này đối với bà tuổi mão lại đang gặp được thực thần chiếu mệnh làm cho vận trình tài lộc của bạn được khởi sắc lên trong thấy và với bạn tuổi mão có thể nhận được một khoản tiền thưởng kha khá vào những ngày cuối cùng của năm. Bạn mệnh nên có được sự chi tiêu hợp lý, tránh việc quá phung phí khiến cho thành quả nỗ lực của mình bị tan biến trong chốc lát. Từ vi tuần mới của bà tuổi thìn, từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi tuần mới này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử thìn trong tuần mới này đang gặp được thiên tài và chính tài chiếu mệnh cho thấy bạn tử thìn dù làm ở các lĩnh vực gì đi chăng nữa cũng sẽ được tận hưởng những ngày cuối năm vô cùng là dồi dào sung túc tài lộc rụng rỉnh, chi tiêu thoải mái và với bạn tử thìn có thể mua bán sắm sửa cho gia đình mà không cần phải lo lắng quá nhiều tới vấn đề về tiền bạc Xong, sao thiên đức phù trợ đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán cũng gặp được nhiều chuyện thuận lợi trong những ngày cuối cùng của năm âm lịch. Bạn mệnh tuổi thìn cũng có thể thu hồi được một khoản lời lại kha khá. Khi cơ hội mở ra trước mắt thì bạn tuổi thìn hãy mạnh dạn nắm bắt, hãy tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Trong công việc với bạn tuổi thìn để có thể tiếp tục phát huy trong năm tiếp theo thì bạn có thể bắt đầu chuẩn bị lập ra những đích đến mới cho mình chớ có ngủ quên trên chiến tháng, cho rằng những điều mình làm đã là đủ rồi bạn mạnh tuổi thìn hoàn toàn có thể tiếp tục bước lên những vị trí xứng đáng hơn nữa tuy nhiên về vận trình tình cảm của bạn tuổi thìn trong tuần mới này bạn và người ấy lại đang có dấu hiệu lạnh nhạt và với bà tuổi thìn, bạn nên dành thời gian quan tâm tới đối phương nhiều hơn, dịu dàng hơn, đôi bên nên giúp đỡ nhau nhiều hơn, dù hành động đó có cần thiết trên thực tế hay là không. Từ vi tuần mới của bà tuổi tỵ từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021, Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là con đường tình duyên của bà tuổi tỵ đang có được báo hiệu thăng hoa rực rỡ và đặc biệt là trong tuần này với bà tuổi tỵ đối với những bạn đang còn độc thân thì đã thoát ra được hội bóng ma của quá khứ hội cái bóng của cuộc tình quá khứ và sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm sự quan tâm của mọi người xung quanh trong khi đó, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì cũng có cơ hội trải qua những ngày yên bình, bạn mệnh và người đời của mình luôn quan tâm và thường xuyên trò chuyện với nhau, khiến cho bầu không khí trong nhà lúc nào cũng thân thiết, ấm áp. Con cái trong nhà cũng là niềm vui, niềm tự hào của bạn tuổi tỵ. Tuy nhiên, bạn lại đang gặp bạch hổ hung tinh, mang lại điểm báo xấu, cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn và những người thân yêu của mình khi tham gia giao thông với bà tuổi tỵ cũng cần phải hết sức tập trung và chú ý không nên lái xe trong tình trạng mệt mỏi say xỉn cần phải tỉnh táo để đảm bảo sự an toàn cho mình bên cạnh đó trong cái vận trình tuần mới này đối với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp được thiên tài chiếu mệnh chính tài và thực thần ghé thăm bạn mệnh nhận được nhiều khoản tiền có giá trị trong những ngày cuối năm nên có thể chi tiêu thoải mái cho các nhu cầu trong gia đình. Tuy nhiên bạn cũng cần phải chú ý cách ứng xử với mọi người, không nên tự cho rằng mình tài giỏi mà coi thường người khác. Từ vi tuần mới của bà tuổi ngọ từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang gặp được chính tài và thiên tài chiếu mệnh mang lại nhiều niềm vui cho công việc của bạn tử ngọ trong những ngày cuối năm âm lịch này. Với bạn tử ngọ, công sức lao động của bạn mệnh trong suốt một năm vừa qua đã được công nhận và bạn được trao cho một phần thưởng xứng đáng với mình. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tuần với bà tuổi ngọ, vì tính nóng nảy cho nên bạn mệnh dễ gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh và có thể là với chính người trong gia đình mình. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt về bầu không khí chung. Vì vậy, với bạn tuổi ngọ, hãy kiên nhẫn và bình tĩnh hơn khi giải quyết mọi chuyện. May mắn là trong tuần này đối với tuổi ngọ, bạn lại đang có được cát tinh chiếu mệnh mang lại ít nhiều may mắn cho bạn tử ngọ đối với những bạn còn trẻ tuổi. Và với bạn tự ngọ, hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân mình, không đầu hàng trước nghịch cảnh, không ngại ngần trước khó khăn, thử thách mà luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới với bạn trong năm mới. Về vận trình tình cảm của bạn tự ngọ trong tuần mới này, có nhiều dấu hiệu được khởi sắc đặc biệt là đối với những bạn đang còn cô đơn, lịa bóng. Với bà tuổi ngọ, dễ dàng gây ấn tượng được với người khác giới ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Bạn hãy tự tin tiếp xúc với mọi người bởi rất có thể nửa kia của bạn đang nằm ở trong số người ấy. Từ vi tuổi mùi tuần mới từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021 xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là trong những ngày cuối năm âm lịch này với bà tuổi mùi rất có khả năng phát tài đặc biệt là đối với những người làm ăn kinh doanh buôn bán có thể với bạn sẽ nhận được một khoản lời lãi khả quan sau quá trình đầu tư lâu dài hoặc là buôn may bán đắt được khách hàng tin tưởng Xong, trong vận trình tuần mới này đối với bà tuổi mùi, bạn lại đang gặp đại hao là hung tinh xuất hiện, cho thấy quân đường tài lộc của bạn lại đang có dấu hiệu bị sa sút Bạn mệnh cần phải có cách chi tiêu sao cho hợp lý, không nên ý vào việc mình làm ăn nên mà chơi bời phung phí. Tết nhất không nên là dịp để đua đòi cho bằng bạn bằng bè mà với bà tuổi mùi vẫn cần phải tiết kiệm để dự phòng cho tương lai. Và đối với những bạn làm công ăn lương, bản mệnh cũng có được cơ hội nhận được một khoản lương mức thưởng hợp lý, đó chính là phần thưởng cho bạn tuổi mùi đã không ngừng cố gắng trong suốt một năm vừa qua, đồng thời là động lực để cho bạn tiếp tục nỗ lực cố gắng giành được nhiều thành công lớn hơn trong năm tới. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong tuần mới này, con đường tình duyên của bạn mệnh không có nhiều biến động trong khoảng thời gian này. Và để tránh những mâu thuẫn bất đồng không đáng có thì các cặp đôi cần phải nói chuyện với nhau một cách từ tốn hơn. Đặc biệt là cần phải học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để tháo hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn nữa. từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi thân vẫn đang tiến triển rất chi là tốt đẹp. Và với bạn tuổi thân, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp vì những cố gắng cống hiến cho tập thể và có thể sẽ được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình hơn. Đây chính là động lực to lớn giúp cho bạn mạnh tuổi thân và cuối tuần với bạn có thể nhận được một khoản tiền mừng kha khá do nhận được sự nâng đỡ của chính tài và thực thần hỗ trợ cho bạn niềm vui ngay những ngày đầu tuần khiến cho bà tuổi thân cảm thấy tràn trẻ hy vọng vào tương lai, đồng thời có cách đối xử với mọi người cởi mở hơn, phóng khoáng hơn. Tuy nhiên, trong cái vận trình tuần mới này đối với bà tuổi thân lại đang gặp tiểu hao xuất hiện. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh là làm gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là đối với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù có dư dạ đến đâu đi chăng nữa, thì với bà tuổi thân cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài, tốn của mà lợi ích thu lại chẳng được là bao nhiêu. Do đó, trước khi đưa ra quyết định gì thì cần phải suy tính cho kỹ càng trước sau. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này, quãng đầu tuần và giữa tuần với bạn, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới và dễ dàng ghi điểm trong mắt mọi người. Và với bạn hãy tận dụng cơ hội này để tìm ra một người thực sự thích hợp với mình để có thể cùng mình tay trong tay giải quyết bất cứ khó khăn nào trong tương lai. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021 xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu đang có được báo hiệu đời sống tình cảm của bạn rất chi là in ấm và với bà tuổi Dậu bạn và người thân của mình có thể tận hưởng một tuần có được bầu không khí sum họp đầm ấm chỉ có thời điểm này gia đình bạn mệnh mới có nhiều thời gian để ở bên nhau hâm nóng tình cảm như vậy đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể gây được ấn tượng với người khác giới nếu như biết chăm chút vẻ bề ngoài của mình và với bạn tuổi dậu rất có thể sẽ gây ấn tượng được với một ai đó trong thời điểm vào cuối tuần nếu có ai đó chủ động thì bạn mệnh cũng nên trò chuyện cởi mở thân thiện hơn bên cạnh đó vận trình của bạn tuần mới đang gặp được chính ấn và thiên ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi dậu kết thúc một năm 2020 một cách rực rỡ. Với bà tuổi Dậu, bạn đạt được nhiều mục tiêu của mình đã đề ra và nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và bạn cần phải tiếp tục phát huy, cố gắng hơn nữa trong tương lai bởi chắc chắn với bạn quản phát triển được hơn bây giờ rất nhiều. Tuy nhiên, trong vận trình tuần mới này đối với bà tuổi Dậu cũng đang gặp ngũ quỷ hung tinh chiếu mệnh làm cho vận trình của bạn không thiếu những kẻ muốn lợi dụng sơ hữu của bạn để gây rắc rối. Chính vì vậy mà bạn mệnh tuổi dậu cũng không nên chủ quan, lơ là, mắc phải lỗi sai không đáng có, tạo kẻ hở cho những kẻ xó bụng, lợi dụng để hãm hại mình. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tốt, từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021, xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất đang có được báo hiệu con đường tài lộc của bạn phát triển rất chi là tích cực vào thời điểm này bạn mệnh tuổi tuất nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và còn nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với tâm huyết công sức của mình đã bỏ ra khiến cho mọi người xung quanh đều rất ngưỡng mộ bạn. song bạn mệnh tuổi tuất không vì thấy đó mà kiêu ngạo bởi mọi người đều có một điểm mạnh khác nhau và với bạn tuổi tuất không phải là người đứng đầu thiên hạ bạn hãy cư xử khiêm tốn hơn không muốn vướng phải những rắc rối do thương quan và tỷ kim chiếu mệnh gây ra vào thời điểm cuối năm này bên cạnh đó với bạn lại đang có được sao thái âm nâng đỡ chia chở giúp cho con đường tình duyên của bạn mệnh tuổi tuất đặc biệt là đối với những bạn đang quản độc thân thì phát triển theo chiều hướng rất chi là tốt đẹp, đặc biệt là đối với những bạn nữ. Và với bạn tuổi tuất có thể giữ mối quan hệ với những người chân thành và thẳng thắn, thậm chí có những người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh. Tuy nhiên, cái chuyện tình cảm của những cặp đôi lại không được mấy tốt đẹp trong thời điểm này và rất có thể vì mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình cho nên ít dành thời gian để quan tâm tới đối phương. Và ngay khi có thời gian rảnh thì với bạn tuổi tuất cần phải chủ động dành thời gian để ở bên người ấy nhiều hơn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi hợi từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang có điểm báo lên xuống khá thất thường mà chủ yếu là những suy nghĩ khá bi quan cho dù là thời điểm cuối năm thì với ba tuổi hợi bạn ngại mở lòng mình với những người xa lạ nên khó có thể tìm được nhân duyên như ý người khác giới cũng không dành nhiều sự quan tâm cho bạn mệnh đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì cần phải kìm nén nhiều nhất là khi vợ chồng có những quan điểm mâu thuẫn với nhau để gia đình có thêm phần in ấm giữ mọi chuyện ở trong lòng không phải là thói quen tốt, việc này chỉ khiến cho bản mệnh càng trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Và nếu có gì bức xúc, vợ chồng nên chia sẻ thẳng thắn với nhau. quan về con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi hợi trong tuần mới này, không được thuận lợi trong những ngày cuối năm, bạn dễ vướng phải xích mích với đồng nghiệp hoặc là dễ làm mất lòng cấp trên. Tuy nhiên, nếu như có cách ứng xử phù hợp thì bạn mệnh sẽ vượt qua được tất cả khó khăn kết thúc một năm khá chi là viên mãn với mình. Bên cạnh đó, bạn lại đang có được sao dịch mạ chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi hợi là nên suy nghĩ tích cực hơn trong mọi việc và không nên ngại khó khăn, gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn mạnh càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai của bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu, ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Cảm ơn các bạn đã xem video, mong rằng những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn cải thiện được vận trình của mình được tốt hơn. Chúc các bạn có một tuần mới bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.